Xin chào, chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ha. Rồi, video này mình chia sẻ cho các bạn cách lấy lại mật khẩu của ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Không cần phải đăng nhập Gmail khôi phục nha các bạn. Và video này dành riêng cho bạn nào chưa biết, còn bạn nào biết rồi thì bỏ qua giùm mình. Bây giờ các bạn sẽ mở điện thoại lên và vào mục tin nhắn trên điện thoại. Chọn dấu cộng để soạn tin nhắn mới. Chỗ chữ tới, các bạn sẽ nhập số 8079. Chỗ tin nhắn văn bản, các bạn sẽ nhập BH cách MK cách số bảo hiểm xã hội của các bạn. Các bạn làm tương tự như mình ha. Xong rồi các bạn chọn gửi, vậy là xong. Trong vòng chưa đầy 1 phút, các bạn sẽ nhận được tin nhắn từ 8079 trả về là mật khẩu bảo hiểm xã hội của các bạn, tương tự như các bạn đang thấy trong video. Và mình cũng dừng lại nội dung video ở đây. Nếu các bạn thích cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp. Xin chào.